안녕하세요 여러분 ta. xin chào tất cả mọi người mình là ren hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo phần số 10 của học 5.000 câu tiếng hàn giao tiếp siêu tốc phần này cũng sẽ gồm có 15 câu và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người xin chào các bạn tu qua ô trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên ren channel nha xin chào các bạn đã 주셔서 감사합니다. 태워 주셔서 감사합니다. 태워 주셔서 감사합니다. cảm ơn vì đã đưa tôi về hoặc là cảm ơn vì đã chở tôi về. thì thường người ta chở mình về bằng xe, đưa mình về bằng xe thì mình nói là uh, thay워 주셔서 감사합니다. thường là phải đi bằng xe nha các bạn. ở đây mình có cái ngữ pháp mà cảm ơn vì điều gì đó thì mình sẽ sử dụng cái ngữ pháp động từ à uh, o oh, 감사합니다. hoặc các bạn có thể dùng là khu mập tại vì khẩm xâm thì là khu mập tạ đều mang nghĩa là cảm ơn ha cảm ơn à so động từ à so có nghĩa là vì cảm ơn vì vì cái điều gì đó trong trường hợp này khẩm xâm thì ta vì điều gì đây cảm ơn vì điều gì đây theo chủ so. ở đây mình có the u tạ ai à, dạ theo u theo u ta, từ gốc của nó là theo u ta, có nghĩa là chở các bạn chở ai đó theo tôi chở tôi với chở tôi đi theo ta cộng với cái ngữ pháp ở đây là có chu nè mình có động từ ở or ta làm gì đó cho ai đó ở đây theo tôi ta chở tôi thì không có đề cập đến cái người khác mà hai người đang nói trực tiếp với nhau thì theo tôi ta có nghĩa là chở tôi nè mình có chỗ này nữa see mọi người có học cái ngữ pháp mà động hoặc là tính từ có học rồi tại mình có hay nói cái này mình chỉ cần bỏ tà thôi có bà chim thì mình dùng ư ừ, gì sau đó chia đuôi không bà chim thì bỏ tà thêm gì sau đó chia đuôi trong trường hợp này không có bà chim theo chủ không bà chim thì mình thêm gì nè gì được cộng với ngữ pháp à o so ở đây thì thành là theo chủ sở sở theo chủ sở sở theo chủ cảm gì cảm ơn vì bạn đã chở tôi về hoặc là cảm ơn vì bạn đã đến thì mọi người thấy người Hàn Quốc hay sử dụng cái câu kiểu như này u đến ha à? đến cho tôi thì thường là wa chu rồi xong wa chu so so cảm ơn người Hàn hay nói câu này ví dụ người mình tới nhà người ta mình chơi người ta mời mình tới ăn tân gia đi chứ mình tới cái người ta hay nói là quả chú ta hoặc là mình đi đám cưới mình tới thì thường người ta cảm ơn mình ô quả ta thường mình tới đâu đó thì thường người ta sẽ dùng cái câu cảm ơn mình một cách lịch sự là quả chú sơ sơ ta quả gì ta câu này nghe rất là nhiều ha tiếp tục 어제 왜안 들어왔어요 어제 왜안 들어왔어요? 어제 왜안 들어왔어요? 어제 왜안 들어왔어요? 들어왔어요? Sao hôm qua anh không về vậy? hoặc là Sao hôm qua? Không về h Sao hôm qua bạn không có về? Sao hôm qua em không về? Ví dụ như là đi um, um, chồng bạn đi làm đi mà tối không về. Ồ, chứ không p h ả ủa có thể hỏi vì quá điên luôn. Là... Về ở chế, ở chế là hôm qua. vế tại sao? À, nữa đây là ngữ pháp không á mọi người. Ở đây mình có hay nói là ảnh theo sau nó là tính động từ hoặc là tương đương với cái ngữ pháp mà tính hoặc là động từ chi tách một cái ảnh thà. mang nghĩa là không, không không hành động gì đó hoặc là nó không như thế nào đó không đẹp không xấu gì đó thì mình sẽ sử dụng ngữ pháp không à trong trường hợp này mới nghĩa không thứ đâu ta thứ đâu ta thứ đâu ta này có nhiều nghĩa ví dụ như là uh, người ta mời mình vô thứ đâu à ta cũng dùng là thứ đâu ta còn trong trường hợp này á không về nhà ví dụ như anh đã đi qua đêm ở ngoài không về nhà thì mình cũng có thể sử dụng mà thứ đâu trong trường hợp này hôm qua thì quá khứ thì mình sẽ chia từ đuôi đã rồi nếu các bạn muốn thân mật thì chỉ cần bỏ vô thôi ha 어제 왜안 들어왔어? 어제 왜안 들어왔어? 네, 딥톡. 비상이 걸려서요. 비상이 걸려서요. 비상이 걸려서요. 왜고왜고예시 어, 어제 왜안 들어왔어요? 비상이 걸려서요. vì tôi có việc gấp ví dụ như công ty có ca mổ gấp à, vì bệnh viện có ca mổ gấp chẳng hạn ví dụ à, bị mình có cái nguyên cái nó cái này uh, mình sẽ nói nguyên một cụm luôn ha bị sang khỏi đi khỏi ở đây nguyên cái cụm này nó có nghĩa là rơi vào tình trạng gấp khẩn cấp ha mình bị cái chuyện gì đó khẩn cấp gấp thì bị sang khỏi chỉ gì góc thì mình sẽ dùng một thì số đi đó mà đi với cái ngữ pháp rồi không ở đây vì cái gì đó tính từ động từ o các bạn có thể thêm vô vô đây để kết thúc câu luôn ha Còn không bình thường thì mình tính động từ một nè oó tính động từ hai vì cái vì cái tính động từ 1 nên tính động từ hai còn trong trường hợp này nó chỉ cắt nó lấy cái khúc đầu thôi vì thôi vì cái điều gì đó thôi muốn nói ngắn thôi ví dụ như kiểu ủa hôm qua sao anh không về ồ vì có việc gấp nên anh không về nhưng mà trong trường hợp này Ờ vì anh có việc gấp người ta muốn nói vậy thôi thì mình sẽ bỏ ao so mình quốc chữ vô vô đây luôn ha ảo rồi ồ nè pisangi khởi lơ sò yo nè pisangi khởi hoặc là vì oh, bận sơ vì ăn bận chẳng hạn thì mình có thể bận sơ Chỗ này áo so này không có chia thì được, chỉ có để ở tình trạng là hiện tại thôi, nên là mình không có chia là quá khứ ở đây ha. Nè, muốn chia quá khứ thì các bạn bỏ vô đi các bạn thêm cái cụm tiếp ăn sau rồi chia quá khứ ăn sau ha. Còn trước cái áo so thì không có chia thì được nha các bạn, chỉ để ở thì hiện tại thôi không có chia quá khứ tương lai được ha. Tiếp tục. 미안해서 어쩌죠? 미안해서 어쩌죠? 미안해서 어쩌죠? Tôi xin lỗi nhưng tôi biết làm sao đây biết làm sao đây nè mi ớt cho chút người hẹn hay nói câu này nha các bạn có thể là thật sự là người ta làm cái gì đó sai ví dụ như là ô oh, mình đang đi cái mình không có để ý mình tung vô người, người ta tung vô cái đổ ly cà phê người, người ta chẳng hạn 어쩌죠? 너무 미안해서 어쩌죠? có thể là thật sự cảm ơn hoặc là ví dụ như là mình nói tôi xin lỗi nhưng biết làm sao đây với nghĩa giống, như là <laughs> mình chụp quê mình cũng có thể họ mía nó sổ cho mía nghĩa là xin lỗi Để ở sau này trong trường hợp này nó chỉ mang nghĩa là nối hai câu thôi nha mọi người tính từ động từ ở oh, sau so, nó không giống như hồi nãy là nó mang nghĩa là vì nên mà nó chỉ nối hai cái câu lại với nhau thôi. Ở oh, cho, cho. Oh, cho, cho Các bạn nhớ luôn cái cụm cụm này ha. Ở oh, Biết làm thế nào đây? Biết làm thế nào đây? Nè, mình không biết phải cư xử sao. Ở oh, cho cho, oh, cho, cho. Oh, cho, cho. Oh, tốt oh, oh, mình có thể sử dụng những cái câu này giống giống nhau ha. Tuy nhiên trong trường hợp này mình sử dụng ở cho Rất là Hàn Quốc. Tiếp tục. 물어 주셔야죠. 물어 Bạn phải đền cho tôi. Ví dụ như là bạn tới cửa hàng bạn coi đồ xong bạn lỡ Bạn làm bể đồ Cái người ta bắt bạn đền. Hoặc là ví dụ như đang đi ngoài đường bị quẹt xe Cái nhiều người rất là giang hồ bình thường là bị quẹt xe là mình cứ kêu bảo hiểm tới là người ta sẽ xử lý cho mình thôi thì mình sau này mình sẽ bị tăng tiền bảo hiểm thôi chứ mình không có phải trực tiếp mình gây go gì với cái người mà mình gây tai nạn hết á ví dụ vậy đó mà cái người này gây tai nạn người ta cứ Xong xong bị tai nạn thì cứ song song tới mua cho rồi <laughs> chưa mua cho cảm giác như bắt đền á bắt đền á thì mình có mua cho ta mua cho ta cho tôi mua cho ta nhớ cụm này nha ví dụ như ai làm gì đó mà bạn muốn bắt đền 물어줘 nhớ liên âm lên nha và chim là r Theo sau là nguyên âm thì liên lên 물어 <laughs> ở đây a o -so, động tính từ bỏ tà đi thêm ư ừ, si trong trường hợp là có bạch chim và si trong trường hợp không có bạch chim cuối cùng là mình có cái ngữ pháp này là ngữ pháp được rút gọn nha mọi người động từ a à, o oh, ya yeah, hada phải hành động gì đó phải phải hành động động từ tuy nhiên trong cái ngữ pháp này nó đã bỏ bớt cái chỗ ha tà này đi rồi mà nó thêm vô kết thúc cái câu á các bạn kết thúc là có cái ngữ pháp mình ghi trên này nha ngữ pháp đó là động tính từ nè các bạn chỉ cần bỏ tà thôi các bạn thêm chiếu chiếu trong trường hợp chiếu này chỉ mang nghĩa là nó cái kiểu như là Nó lịch sự mà nói chuyện lịch sự thoải mái thôi lịch sự thôi chứ không có phải là uh, nghĩa phải không đâu ha bình thường cái gì đó chiếu chiếu mạch chiếu cái gì đó phải không đúng không tuy nhiên trong trường hợp này thì mình nói bình thường mình muốn nói lịch sự nhẹ nhàng thì mình chiếu buro chua chua buro chua chua anh phải đền cho tôi mới được chị phải đền cho tôi mới được buro tiếp tục appa 언제 와요? appa 언제 와요? hoặc là oppa, 언제 와요? khi nào ba mới về? này là appa còn anh thì mình xin là oppa, oppa, 언제 와요? ví dụ gọi điện nhé, oppa, 언제 와? oppa, 언제 와요? anh khi nào mới về hả? ví dụ vậy đi, oppa, 언제 와요? hoặc là có thể hỏi, con có hỏi hỏi ba, nó hỏi mẹ. 어, 아빠 언제 와요? ơi, mẹ ơi, khi nào ba mới về? 아빠 언제 와요? 언제 ở đây là khi nào ha? 오다 là về hoặc là đến. Tại vì đang trong cái cảnh là người ta tới chỗ mình. Này, cái người này đang ở nhà đi. Còn ông chồng này cái ông appa này ông đang ở công ty đi. Mình đang nói hai mẹ con đang ngồi nói chuyện nhau ở đây đi. Hỏi là ô oh, appa ổn chưa vậy tức là appa đi tới đây thì phải dùng là u ta Ôp pa ổn chưa ạ? Nè, đi tới cái nơi người nói đang ở thì mình sẽ dùng ô ha Op pa ổn chưa ạ? Tôi có ổn khỏe không? Có ổn khỏe không? Có ổn Sẽ về ngay thôi hoặc là bà sẽ tới ngay thôi, bà sẽ về ngay thôi. Anh sẽ về ngay thôi. Anh ấy, anh ấy nói là, anh sẽ về ngay. À, 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 không mình nói cái trường hợp hồi nãy thì nó đúng không, ha cô tụ có sẽ về ngay thôi con ạ cút ở đây là mình nghĩa là ngay ha nói vậy cho nó 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 ngay liền lập tức cút u ta là về hoặc là đến cộng với cái ngữ pháp động từ có bà chim thêm ư không bà chim ri ư khó về thì các bạn tách cho mình đang cái ha ui coi nè mang nghĩa là sẽ hành động gì đó sẽ động từ cái người nào đó sẽ như thế nào đó của tụi có ạ của tụi có nè trong trường hợp của mình u tà không có bà chim nên mình bỏ tà mình sử dụng real coi ạ nè của tụi có ví dụ như là uh, nói uh, mình hỏi uh, mình hỏi cái gì khi nào mưa của tụi có ạ mình cũng có thể sử dụng được ha. Tại vì mưa là kỳ câu ví dụ mình coi thời dự báo thời tiết á mình kêu uh, thời tiết nói là bây giờ 5 giờ trời mưa chẳng hạn. thì sao trời mưa? có tuổi quá à? có tuổi có cũng được ha. Và trường hợp mà mình nói ai đó sắp tới thì mình có thể sử dụng cái câu này được ha. có tuổi có à? có tuổi có hè. tiếp tục. 잘 알지도 못하면서 잘 알지도 못하면서 hoặc 잘 알지도 못하면서요 잘 알지도 못하면서요 Không biết gì mà nói Không biết gì hết mà nói Ví dụ như Con này mình nghe nhiều lắm luôn 잘 알지도 못하면서 Ví dụ người ta nói gì đó Người ta nói uh, Ví dụ Ừ nhỏ đó uh, uh, Sao 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 uh, Lấy chồng Hàn Quốc rồi Sao 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 Nói nói chung là Nói không có biết gì hết Mà nói giống như uh, Dựng chuyện để nói vậy hoặc là mình không biết cái gì đâu Mình nói bậy cái nói vừa chứ tôi Hoặc là mình, ta, mình nghe mình hiểu lầm Mình nói mà người ta nói, ta nói lại với mình chứ Không biết gì mà nói không biết không biết rõ mà nói cái kiểu gì đó có biết gì đâu mà nói đâu có biết rõ về vấn đề đó đâu mà tự nhiên nói ví dụ như chồng chồng các bạn cũng vậy ờ, kêu nói cái chuyện gì đó về Việt Nam chẳng hạn Tại vì mấy người Hàn Quốc có nhiều người rất là kỳ Người ta tới Việt Nam Người ta tới có một cái khu bé tí xíu thôi Của Việt Nam thôi Người ta lấy nguyên cái khu tí xíu đó, đó Người ta đánh giá là nguyên cái Việt Nam nó như vậy đó Chồng mình cũng vậy hay nói vậy Việt Nam nó nhỏ xíu à Thì biết là trên bản đồ nó bự vậy đó. Ý là uh, đi Việt Nam Đi có Sài Gòn, xong miền Tây Rồi miền Nam, mấy, mấy mấy, tỉnh thôi Mà đánh giá cái Việt Nam Nó y vậy đó, nó chỉ có như vậy thôi đó Mà thấy đôi lúc thấy ghét

là không có biết rõ thôi mình dịch là không biết rõ thì mình không có nói là không thể biết rõ hay không thể biết rõ thì nó hơi kỳ mình dịch theo tiếng việt mình là không biết rõ ở đây người ta thêm tu chứ tu ta này tu ở đây á nó chỉ mang nghĩa là nhấn mạnh vô cho cái câu này thôi ha sao tu một rồi mình có miền sao ở cuối động từ mình thêm miền miền giống như bình thường cái đuôi mà miền này á thì bình thường á mình nghe á là cái đuôi nghe nói là oh tôi nghe nghe anh nói là mai anh đi Ơ, oh, anh đã đi Việt Nam rồi đúng không? thì tôi nói là ta và ta thì tôi nghe nói là và trong trường hợp này uh, mình không có dịch như vậy, trường hợp này mình chỉ dịch là anh không có biết cái gì mà nói mình không có dịch giống như cái đuôi câu là tầm nghe nói là nhưng mà các bạn lưu ý nha cái đuôi nhòn nghe cái gì đó nhòn yeah. ở cuối câu thì thường là nghe nói là nhiều hơn ha à. trong câu này mình không cần dịch sao hỏi chứ muốn rồi tiếp tục đã gây rồi đã ca rồi đã gây rồi đã đó đây này là bạn ra ngoài đi hoặc là bạn ra ngoài bạn đợi tôi đi trường hợp này các bạn lưu ý là lúc mà các bạn coi tv á các bạn phải um, mình không biết sao lúc đầu mình coi mình cũng không có rõ lắm nhưng mà khi mà các bạn coi thì các bạn phải để ý người ta nói các bạn nhớ tình huống thì sẽ dễ nhớ cái bài hơn không? dễ nhớ những cái câu nói hơn không? mình nhớ câu theo tình huống nó sẽ rất là hữu ích trong việc nhớ dai nên là phải để ý nha đã gây sợ Câu này hay xuất hiện trong tivi đó Đã gây sợ Đã gây sợ. Tức là ra ngoài đi Hoặc là ra ngoài đợi tôi đi Trong trường hợp ví dụ nè Ví dụ như là giám đốc á uh, Kêu bạn lấy cho khách một ly cà phê Xong rồi bạn, bạn ví dụ giống như mình là thư ký á Lấy cà phê xong Để cà phê xong Rồi nó nói chuyện gì với mình á là Ví dụ sai thêm việc gì đó Xong rồi nói mình là gây sợ Đã gây sợ Tức là đi ra ngoài đi đỏ cái trong trường hợp này đi ra ngoài và mình dùng nọ cái ta động từ a o itta cái động từ này nó mang nghĩa là đang nè đang làm gì đó ăn chơi sợ ăn chơi sợ Ô tuổi sợ ta hỏi bạn đang làm gì á bué tuổi sợ cái nằm chơi thôi chứ làm gì đang nằm chơi nó mang nghĩa là đang hành động gì đó và nó ở đây nó còn có mang nghĩa là mệnh lệnh nữa đó các bạn mệnh lệnh giống như hãy vậy đó anh chơi sò anh chơi sò ngồi xuống các bạn hay uh, ở hàn quốc là hay nói con mình á anh chơi sò anh chơi sò ngồi xuống đi ngồi xuống đó nè nên nó còn có nghĩa là hãy đó nha các bạn trong trường hợp này mình có thể dịch có nghĩa là hãy ha để tỏ cây sò đỏ cây sò hãy đi ra ngoài đi ra ngoài đi nè tỏ cây so. tiếp tục 사진 이상하게 지켰잖아요. 사진 이상하게 지켰잖아요. 사진 이상하게 지켰잖아요. 사진 이상하게 지켰잖아요. 헌 접래가 이거, 그다음 헌 접래가 이거, 지금 혹나이, 빼이 예. 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 nói chung mình là thuộc dạng là chụp hình không có ăn ảnh nên chụp hình ra nó kỳ lắm nói chung là mặt mày thể hiện cái gương mặt rất là kinh khủng nói chung là không có chụp hình không có ăn ảnh nhìn thấy gớm lắm cái hay nói sao chứ sao cái này ở đây là hình nó ra kỳ cục á nói chung mình chụp hình xong mà hình nó hình mình chụp ra nó xấu á thì mình hay dùng sao cái bị chụp xấu khi 찍히다 khi đã chích tà này nó nghĩa là chụp ha 찍히다 khi đã ở đây là bị chụp hoặc là được chụp Nói chung là mình chụp mình bị chụp bị người ta chụp hình xấu mình dùng 찍히다 khi đã rồi đi với cái cụm sa trên à sa khi đã chụp hình bị xấu ha ý sao ai dạ nhanh nó bị lộn xa khi đã là chụp hình bị chụp hình còn ý sang ha yeah. ghê ta là tính từ mang nghĩa là kỳ kỳ lạ nói chung là hình ra kỳ quá là hình ra xấu kỳ đó. thì mình dùng ý sáng ha tả cộng với kê tính từ cộng kê là một cách kỳ lạ một cách kỳ vì tính từ đó, khi mình kết hợp phía sau nó là động từ thì nó không có kết hợp tự nhiên kết hợp được mà mình phải biến nó thành một cái thể khác đó là danh từ ra một cách kỳ lạ kỳ lạ rồi cuối cùng cái đuôi câu là sao này ồ động từ tính từ bỏ tà đi cộng với chanh thả mình hay chia luôn là sao này ồ sao này ồ cái gì đó mà Ma. mang nghĩa là mà dẹp này đẹp mà Ừ. hoặc là à trong câu này mình dịch là à kỳ quá à.

bạn đi gặp ai về vậy ví dụ như trong trường hợp anh đi gặp ai về vậy đi ví dụ như là mình uh, ở nhà xong chồng mình về Mình đi về trễ hả? À? bình thường về 6 giờ hôm nay về tám giờ tôi của mình nó ngủ nguyệt mình có thể hỏi anh đi gặp ai về hoặc là chồng bạn nói là hôm nay có hẹn anh có hẹn nha anh về trễ nha cái uh, về tới nhà xong mình nói tôi của mình nó ngủ nguyệt để anh đi gặp ai về thứ <laughs> Đây là ai mạnh nó đã gặp đủ của mạnh nó đã gặp ai cu ở đây mình có hai cái vế động từ hoặc là tính từ một bỏ tà đi thêm cu động từ tính từ hai ở đây nó có cu ở đây có nghĩa là và với các bạn hoặc là trong trường hợp này mình có thể dịch là rồi mình có thể dịch là và làm với cái vế một này xong rồi làm cái vế hai hoặc làm cái vế một và làm cái vế hai, nè hoặc là và rồi và rồi đúng rồi và rồi đi ừ. làm cái này rồi làm cái kia mình sẽ sử dụng trong trường hợp này vậy thì trong trường hợp này mình sẽ dịch là rồi đi, tối qua bạn nào cũng đi gặp ai rồi rồi gì đây, u tà về tới nhà thì mình dùng u u tà là đến là về ha, u tà cộng với cái ngữ pháp ninh gòi động từ ninh thì hiện tại thường sử dụng để nhấn mạnh ha bỏ hết ninh làm cái gì đó trong trường hợp này là về chỉ để nhấn mạnh thì hiện tại thôi nếu mà các bạn muốn lịch sử không lịch sự trường hợp đang dùng lịch sử có vô ha không lịch sự thì các bạn bỏ này bỏ e vô mà các bạn ninh gòi á 누구 만나고 오는 거야? 누구 만나고 오는 거야? 진짜. 띠태요. 빨리 가기나 해. 빨리 가기나 해. 빨리 가기나 해. nói chuyện hơi bực mình ha. 빨리 가기나 해. Lo mà đi nhanh lên đi. Trong trường hợp này mình đang nói thân mật chẳng hạn như là uh, hai vợ chồng đang đi chơi với nhau xong rồi cái uh, chồng mình cứ uh, đòi đi vô tiệm 24 giờ để mua cà phê hoài chồng mình hiếm uống cà phê đâu không phải lấy cái nó lỗ mà đi đi trời ơi giờ trễ giờ rồi phải lấy khỏi cái đó nè cái ở đây mang nghĩa là nhanh nè à. khả ta là đi phải đi nhanh đi rồi mình có động từ cộng khi hà trường hợp này hình như là hồi trước mình có nói khi nó hà ta một cái này. trong trường hợp này thì thường mình nói với cái những người thân mật thôi tại mình thấy trong tivi thường những cái trường hợp mà có khi na hè này ra một cái này. hè thường nói với cái những người mang nghĩa là thân bạn bè nè người trong gia đình nè nhỏ tuổi hơn mình nè thì mình dùng trường hợp này nha lo bà liệu mà làm cái điều gì đó đi nè một cái này. lo ăn đi nói chuyện tao hoài một cái, <laughs> một, cái một cái này một cái này một cái này ăn đi, tiếp tục thủ tế chế 생각이 안 나요. 도대체 생각이 안 나요 도대체 생각이 안 나요 네 도대체 생각이 안 나요 tôi nghĩ mãi mà không ra hoặc là tôi hoàn toàn nghĩ không ra cũng được ha các bạn ở đây mình có là trong trường hợp á ví dụ như là mình nghĩ cái gì đó mà mình nghĩ hoài không ra ha, người ta nói ủa hôm uh, qua đã làm cái gì đó chưa chẳng hạn mà mình không nhớ hoặc là hồi trước đã đã gặp cái người này chưa, mình nghĩ hoài ra mình thấy mặt quen quen mà mình nghĩ hoài mình không biết mình gặp ở đâu rồi. Ô tụi tôi chưa 생각이 않아요. xin 안 là Nghĩa là nhớ, nhớ ra các bạn. Nhưng mà có ảnh này là có nghĩa là không mình mới nói rồi. Là ảnh có nghĩa là không, ảnh theo sau nó là tính động từ bằng mới tính động từ cộng với chi ảnh thà nó mới nghĩa là không gì đó xin các ảnh không nhớ ra nè thì trong trường hợp này mình có thêm thủ tê trẻ thủ tê trẻ thủ tê che ở đây á mình thường mình hay nghe với cái nghĩa là rút cuộc á thủ tê dưới về rút cuộc thì tại sao vậy á rút cuộc nè nó còn có nghĩa nữa là hoàn toàn cái gì đó hoàn toàn mang nghĩa phủ định không 이라 <소스> 도대체 생각이 안 나요. 도대체 생각이 안 나요. 와행 도행 không nghĩ ra tôi 도대체 생각이 안 나요. 네, 면 도대체 완전 꽝 luôn a á 비행기 시간 빠듯해요. 비행기 시간 빠듯해요. 비행기 시간 빠듯해요. thời gian máy bay xích sao quá xích sao có nghĩa là sao không trong trường hợp á ví dụ như là thời gian lên máy bay á là 12 giờ đi mà 11 giờ mình mới xuất phát xong rồi mình xuất phát mình tới sân bay xong rồi mình check in rồi á nó rất là tốn thời gian nói chung là nếu mà mình đi mà cái dạng mà đi mà gần gần á khoảng 11 giờ 12 giờ bay á là ít nhất là phải 11 giờ mình phải có mặt rồi Tại vì uh, nếu mà không có hành lý Không có gửi gì hết, đó là mình Vô đó là mình check in xong rồi Mình ấy máy bay xong là Cũng một tiếng đồng hồ quần, quần quần là hết giờ luôn á Ví dụ như mình đi xuất xa quá Thì phiền ghi xem bá theo Thời gian xuất sao á Cái gì đó mà thời gian mà thiếu Cái dạng như thiếu thiếu á Thì mình dùng... Thời gian bá thay Cái gì đó mà xuất sao Thời gian mà thiếu nó hơi hơi kiểu hơi hơi không đủ thì mình dùng pasta à. ví dụ như là mình nói đơn giản thôi đi học mà uh, 12 giờ vô lớp mà 11 giờ 45 rồi còn nhà sẽ không phải thích theo nè chứ phải tiếp theo à, kiểu vậy đó nói chung là sẽ thời gian nó thiếu á <laughs> tiếp tục nha phiên gì phiên ghi là máy bay phiên gì giờ lên máy bay giờ máy bay á phiên gì

nè cuộc sống ở hàn quốc khổ lắm đúng không vất vả lắm đúng không vất vả lắm vất vả chứ có thể hỏi nha nhiều người hàn quốc hay hỏi người nước ngoài như vậy đó không quốc sinh lai không sinh mình cũng hay được nghe cái câu hỏi này hàn quốc hàn quốc sinh hoạt cuộc sống hàn quốc sinh hoạt cuộc sống hàn quốc 힘들다 kim tư tạ có nghĩa là vất vả khổ sở ha cộng với cái đuôi chiếu khác với cái đuôi chiếu hồi nãy mình nói ở chỗ chỗ ở uh, uh, chỗ, chỗ thì uh, cũng giống giống mới cái đuôi gì hồi nãy mình mới nói nè mới nói cái gì chỗ nè quên mất tiêu mới nói xong quên mất tiêu luôn nói chung là nó khác với cái nghĩa hồi nãy ha ở đây nó có nghĩa là đúng không phải không chứ để động tính từ bỏ tà đi mình thêm chi các bạn có thể viết tắt lại là chủ hoặc tất cả chủ chủ mà nghĩa là chứ cái gì gì đó chứ phải không hoặc là đúng không mang nghĩa là xác minh nhưng cũng mang nghĩa là lịch sự ha các bạn mẹ không xem ngoài kim từ chỗ cuộc sống ở hàn quốc 컬럼 루몽, 먹말 루몽. 네, 오늘 영상 여기까지만 합니다. 네, 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.